Đôi ta nắm tay nhau và bên nhau mãi mãi. Em yêu anh nhiều nên đừng rời xa em nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quả nhiên là một ngôi sao tỏa sáng. Quản lý à, em mệt lắm rồi. Nổi tiếng quả thật là mệt mỏi. Đừng lo, một vài thành phố nữa thôi. Tour này kết thúc rồi đúng không? Vậy là em có thể tận hưởng cuộc sống bình thường rồi. Ờ, chỉ còn vài tour nữa thôi. Hả? Cái này là một vài hả? Em chịu hết nổi rồi. Jasmine, anh tặng em. Cho anh xin chữ ký với. Dạ anh. Cảm ơn, em thật là lộng lẫy. Em muốn có kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ ư? Không thể được. Jasmine, anh là fan của em đó. Cho anh xin chữ ký nha. Ôi, anh dễ thương thật. Đây anh. Anh đã lên kế hoạch hết rồi. Em không quan tâm. Em muốn được nghỉ ngơi. Thêm một buổi nào là em xỉu cho anh coi. Jasmine, chắc em hiểu lầm rồi. Thầy không xin chữ ký của em. Tuần tới em tốt nghiệp rồi. Vậy mà em vẫn chưa tham gia buổi học nào đó. Bảo vệ, đưa người này ra ngoài cho tôi. Không, đưa quản lý ra ngoài giùm tôi. Chào anh nha. Thầy Hunter, em có thể hoàn thành việc học trong tuần này đúng không? Tất nhiên rồi em. Đó là lý do tại sao thầy ở đây. Để xem điều gì chờ cô ấy ở trường nào. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Có vẻ như Jasmine không ngăn được sự nổi tiếng của mình rồi. Ôi trời, ảnh của mình ở khắp mọi nơi. Phải tìm cách học thôi. Hy vọng nó vẫn ở đây. Wow, cái tủ này chắc cần lau dọn lại một chút. Jasmine, cho em xin chữ ký. Ủa, cô đâu rồi? Cô ấy bên kia. Cho em xin chữ ký đi mà. May mắn thật, mình có thể trốn ở đây. Ồ, xin chào. Giúp tôi với. Cậu đổi quần áo với tôi nha. Được thôi, tuyệt vời. Mình thoát rồi. Cảm ơn. Đây, đeo mặt nạ vào nè. Sao phải đeo? Thì đó. Cậu không muốn bị mờ mắt, phải không? Ok, đi thôi. Chào Mary. Quần áo của tớ đâu? Quần áo... thì... Không sao, coi như món quà cho cậu nha. Trời ơi, họ ở khắp nơi luôn. Cuối cùng cũng tới lớp. Ôi không. Ai muốn chữ ký nào? Tội Jasmine. Kế hoạch quay lại trường học có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Cô ấy quá nổi tiếng mà. Úp, chào thầy Hunter. Jasmine, bài kiểm tra không tự làm được đâu. Tất nhiên rồi ạ. Ôi, để em xem. Bài của mình. Jasmine, cần đáp án không nè? Cảm ơn nha. Ê cậu, được có điểm D thôi hả? Sao vậy? Cậu còn mong gì nữa? Mình có phải cậu ấy đâu. Mình giúp cậu hết sức rồi mà. Dạ, cũng đúng ha. Đây, cậu chọn cái nào cũng được. Không đâu, đó là quần áo hả? Mình sẽ không thay đồ đâu. Không, kế hoạch đâu phải vậy. Mình sẽ chọn cho cậu. Nếu còn muốn sống như người thường, hãy ăn mặc như người bình thường thôi. Thật sao? Thử cái này đi. Nè, cái này nữa. Mình không mặc cái đó đâu. Hình như thiếu thiếu gì ha. Tuyệt của mèo. Cậu hài hước thiệt đó. Ok, hiểu rồi. Cậu mặc cái này xem. Wow, đây đúng là gu mình nè. Đừng chuyển kênh chứ. Đây là ông của Mary và ba của cậu ấy. Ôi, tiếng gì ghê vậy? Ôi không, không phải cái này. Không ai biết đôi ta bên nhau. Ai vậy? Mary là mình nè. Đừng ngại, hãy tỏa sáng đi cậu. Tâm hồn ta cất tiếng hát. Cô ấy giỏi thật đó. Ba,
Ba của anh gửi cái nắp này nè. Ô, cảm ơn con trai. Họ ca hát và chờ mùa xuân tới. Nó tệ thiệt đó. Mình nghĩ cậu ấy hợp với nó. Không hề nha. Xin chào, em cần khám mắt trước khi tốt nghiệp. Chúng ta bắt đầu được chứ? Tất nhiên rồi, bắt đầu thôi. Cảm ơn anh. Bắt đầu. Em, mở mắt ra nào. À, dạ. O, F, L, D, A, N, G, T, B, S, R, Q, E, J, W, S, I, K, P, X, Z, U, V, D, A, N, Y, B, C, Q, R. Của em đây. Thật hả anh? Chào anh. Sao mà lâu vậy ta? Họ cho tới kính đeo luôn nè. Cái trồng nhìn dày thiệt đó. Ê, Mary, cậu đâu rồi? Chào mọi người. Em sẽ hát cho anh nghe. Cô ấy đang làm rất tốt. Có một chàng trai yêu biển tha thiết. Anh ấy dễ thương như ngại ngùng, em biết. Cố lên Mary. Tình yêu của họ là tuyệt nhất. Họ hạnh phúc ngay từ giây phút đầu tiên. Cảm ơn mọi người. Trái tim chàng trai tan vỡ. Chàng u sầu đếm ngược những mùa thu. Cảm ơn Mary, cậu tuyệt thật. Mình tự hào về cậu. Cậu như sinh ra để làm ca sĩ vậy. Và người thắng cuộc là Mary. Cô ấy xứng đáng giành quán quân. Cậu đã chọn trang phục cho bữa tiệc chưa? Ừ, rồi nè. Mary, đến lượt cậu kìa. Cho cháu một phần ăn bự. Mình đói bụng lắm luôn. Chúc ngon miệng. Ôi, đậu sao? Mình ghét đậu. Chờ tí đã. Xin chào. Wow. Em là Jasmine hả? Anh là fan của em nè. Anh có cái này cho em. Ừ, mà mình thì phải ăn cái này nè. Mình có ý này. Sẵn sàng. Đi thôi. Cô ấy đi cùng với em. Cho cô ấy cái hamburger nữa nha. Được đấy. Tuyệt. Và giờ tới lượt tụi mình. Họ bắt kịp nhanh đấy. Ôi, mình được điểm B. Thật là vinh hạnh cho tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng tôi. Tôi muốn cảm ơn ba mẹ của mình. Cảm ơn bạn của tôi, Mary. Cô đang nói gì vậy? Ê, giống mấy bài phát biểu kỷ niệm ghê ta. Jasmine, từ bây giờ tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Ô, nãy giờ mình nằm mơ. Chúc mừng Jasmine. Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Đây là lúc trao cho các em bằng tốt nghiệp của mình. Ethan, chúc mừng em. Cảm ơn thầy rất nhiều. Xin mời em tiếp theo, Jasmine. Khoan, chụp một tấm hình với thầy trước đã. Em còn sợ thầy cố giữ em ở lại trường cơ. Ôi buồn quá. Các cậu nên vui giống tớ nè. Oh yeah. Mary, ta muốn cho mọi người một món quà. Ý hay đó. Tạm biệt những năm tháng học hành. Đã đến lúc rời xa mái trường. Nghe đâu đây tiếng vọng tuổi thanh xuân. Cảm ơn các bạn. Mình rất vui khi có cậu ở đây. Kế hoạch sắp tới là gì vậy? Cậu sẽ thích nó thôi. Danh sách các đất nước và thành phố ư? Lại là show diễn hả? Nhìn kỹ hơn đi. Không có gì ngoài biểu diễn cả. Tụi mình sẽ đi nghỉ mát. Oh yeah, Mary, cậu là quản lý tốt nhất trên đời luôn đó. Cậu biến giấc mơ của tớ thành hiện thực rồi. Bạn sẽ chọn trở thành cái nào? Trở thành một siêu sao như Jasmine? Hay chỉ là một học sinh bình thường như Mary? Hãy cho chúng mình biết bên dưới phần bình luận nha. Bạn thích video này chứ? Vậy thì hãy nhấn like.
nhấn đăng ký kênh tụi mình. Và đừng quên bật thông báo nha. Hẹn gặp lại.